Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của VTV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 20 tháng 10 có những tin đáng chú ý sau. Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Sau 78 ngày tranh cử, cuộc tranh cử dân biểu dài nhất từ trước cho tới nay ở Canada, cử tri trên toàn quốc Canada đã đi bầu cử vào ngày 19 tháng 10. Ước tính có khoảng 26 triệu 400 ngàn cử tri đi bầu, gồm cả 3 triệu 600 ngàn người đi bầu trước vào ngày lễ tạ ơn cách đây một tuần. Có 66.000 phòng phiếu trên toàn Canada mở cửa 12 tiếng trong ngày thứ hai cho cử tri đi bầu. Tại vùng Đại Tây Dương với 32 ghế dân biểu của các tỉnh bang Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia và New Brunswick đều ngã theo đảng Tự Do. Gần 60% số phiếu cử tri trong vùng Đại Tây Dương đã ủng hộ cho đảng Tự Do vào lúc 11 giờ đêm ngày 19 tháng 10, sau khi các phòng phiếu đã đóng cửa ở các tỉnh bang Quebec và Ontario, và trong khi cử tri vẫn đi bầu ở tỉnh bang BC vì sự khác biệt về thời gian. Phóng viên VTV Canada đã có mặt tại trụ sở chính của Google Canada ở trung tâm thành phố Toronto, một trong những địa điểm tổ chức buổi tiệc sau bầu cử và theo dõi trực tiếp kết quả của cuộc tranh cử. Kết quả cuối cùng là đảng Tự Do đã chiến thắng với đa số ghế tại Hạ viện. Tân Thủ tướng tương lai của Canada sẽ là ông Justin Trudeau. Tân Thủ tướng Trudeau năm nay 43 tuổi, là vị thủ tướng thứ 23 và là vị thủ tướng trẻ đứng thứ nhì ở Canada sau cựu thủ tướng Joe Clark, người đã trở thành thủ tướng khi ông 39 tuổi. Theo ý kiến của phần lớn cử tri mà VTV chúng tôi đã có dịp tìm hiểu, thì họ cho rằng đảng bảo thủ cầm quyền quá lâu và họ muốn có những thay đổi. That government. I will make that vision a reality. I will be that prime minister.